Toàn tỉnh Đắk Lắk có 93 mô hình sản xuất được chứng nhận các tiêu chuẩn chất lượng như Việt Gap, Global Gap, Hữu Cơ, UTZ, 4C, Rainforest. Nhiều nông sản của Đắk Lắk có diện tích sản lượng hàng đầu cả nước như cà phê, hồ tiêu, cacao, cao, mắc ca, mật ong. Quy trình sản xuất thu hái, bảo quản nông sản từng bước đảm bảo các tiêu chuẩn, đáp ứng các điều kiện của thị trường trong nước và xuất khẩu. Hiện toàn tỉnh đã cấp 77 mã số vùng trồng, với tổng diện tích gần 1.600 ha cây trồng các loại.